Cú xin chào tất cả anh em đam mê chó săn của Cú nha. Mấy hôm nay Cú rất là bận, cũng chưa thời gian về nhà để về coi mấy con chó trong nhà, ở trong nhà cho anh em xem. Nên là hôm nay Cú đã dành được một chút thời gian để về nhà tranh thủ buổi sáng mà quay cho anh em xem một tí. Đấy, chó của Cú thì nói về cái thời gian này rất là bận, cũng đang xích ở nhà suốt, cũng cũng chưa có thời gian mang đi săn. Ấy thì đang bảo là thời gian tới này nữa mà dành được một chút thời gian thì Cú sẽ mang con này đi săn hươu cho anh em xem. Bởi vì là anh em cũng đang nói chuyện là có mấy con hươu nó cũng giờ này nó cũng đang ở mà nó dấu vết nó cũng mới đét, nên là Cú sẽ dành một chút thời gian. Thế hôm nọ là Cú phới con này nhá, bây giờ khả năng là đã chửa rồi nhá. Con cái này rất là nhiều người thích, người ta gả nhưng Cú không bán rồi nhá. Đấy, đầu thủ thì yên tâm luôn nhá các bác nhá, đầu thủ rất là đẹp luôn. Đấy, mình cho sang lúc nào đuôi nó cũng như này này, nó mới là chó săn tốt nhá. Con này Cú nói với anh em, nếu mà là dòng chó của người Mông từ ngày xưa thì con này quá giỏi luôn, nhưng mà Cú là mua chó của người Kinh nhá, hay là người Tày, nó ở ngay mặt đường cũng khó thấy nhiều, ở gạ nó cũng không bán, nên giờ nó cũng đang nó mới cũng thời gian khá lâu rồi nó mới bán cho mình. Nhưng mà con này thì nói với anh em là mới tội là mình ui nó không biết thôi, về sau nó ở với Cú thì chắc tầm 1 năm đi thì nó sẽ biết thôi, còn mình ùi là nó cũng không hay biết, nó đang đuổi căng mình ùi phát nó lại bỏ, còn mà cho nó đi tự dương nó đi sang đi về tìm thì nó tìm mùi xa lắm, rất là chịu khó luôn nha anh em nha. Nên là mình đã bán một con rồi, để con này chắc cũng ít nữa cũng sẽ có một đàn chó vẹn. Đấy, chó con nhà mình đang còn có con vẹn này nhá, có số anh em hôm qua có số anh em và gửi cho xem hình. Chó này là chuẩn chó con vẹn, con này là chuẩn luôn chó của người Mông. Thì hôm đấy cũng có vào nhà họ nói chuyện, có người giới thiệu thằng em nó lấy vợ đấy, giới thiệu là dòng này có mẹ nói thì lên đùi là đi sang cày cá sóc danh thì sang rất là tốt, sang cá bùi ở trên nương thì nó mới giới thiệu đi xem. Thì đi vào xem cái đàn này, một đàn của nó hầu như là 5 con này 6 con nha, chủ lại không đòi lại không bán hết, nên là nó chỉ đòi bán không bán hết, nên nó chỉ bán một con bớt được 2 con cho mình thôi. Đấy, con chó nhà mình thấy hai con lợn rừng lai của mình ở dưới này. Đấy. Đấy, để nó nói chuyện với con này thì chúng nói là nó đuổi con sóc danh, những người nhìn thấy thì nó vào cắn hỏng hết cả sóc danh luôn. Đấy, khi nhìn thấy lợn thì rất là hăng luôn nha. Con này thả phát là mình cũng đang đi xong mấy lần rồi, chưa được đánh phát nào, nhưng mà nói về hơi thì các bác yên tâm. Đấy, ai mà nhu cầu dùng con này thì trực tiếp liên hệ cho Cú nha. Nha. Cú sẽ cung cấp cho anh em. Nói
Nói về cú thì bây giờ cú con này nhá, con này của cú bây giờ cú được trước là cho thằng em nó nuôi. Bây giờ thì cú lại giáp về nhà rồi nhá. Hai con này thì chắc cũng không bán, để giáp về nhà để mình tự nuôi. Còn được phơi gióng rồi lại nếu mà dịch đường đi lại dễ rồi thì cú lại được mang đi sang bác. Đấy, thì hai con này cũng khá to nhá anh em nhá. Nếu mà đèo đi xa thì cú chắc khả năng không đèo được, đèo chỉ đèo được một con thôi. Nếu mà có anh em đi cùng ấy thì mình có thể đèo được hai con. Thả đi nhá mẹ, mẹ dùng con này. Nhờ thả đi lại cán lợn. Kệ nó. Kệ nó đâu. Dòng này thì nó theo hơi thì chính xác cực kỳ luôn nha. Theo hơi thì không phải chê luôn. Nhưng mà cái giống này nó đi hơi chậm một chút nha anh em nha. Nói với anh em là đi hơi chậm. Theo hơi rất là tốt nhưng mà đi hơi chậm một chút. Đấy. Thì có một số anh em cũng không biết chó của cú là nhờ con nào. Con nào bởi vì có một số nó chưa không hay theo dõi cái kênh của cú nhá. Thì hôm nay cho anh em nhìn thấy này. Đấy. Con này là con này sang lửng. Gì. Sang lửng với sang ấy là rất là ok luôn nhá. Còn lợn rừng thì con này anh em mình nói thật luôn, lợn rừng thì mình chưa, nó cũng chưa được va chạm. Nhưng sang lửng thì với hiêu thì tốt, sang lửng thì nói về lửng nó đã sang tốt rồi thì khả năng là lợn đa số là sang con lợn rừng là nó cũng sang rất là ok luôn. Đấy, nó cũng vừa phới con cái kia. Thì nếu mà không bao lâu nữa thì chắc có giống thôi. Chó sang tốt này đều có rất là hiền, nó cũng không phải là dòng nào nó cũng sang như vậy đâu. Nó là theo gen của nó thôi nha anh em nha. Thì cú dạo này là cũng rất là bận, thì cũng chưa có thời gian để cung cấp những giống, mấy con chó của cú cho anh em, chưa thời gian để quay lên đan lên cho anh em xem. Hoặc là những con chó mà sang cầy cáo ở chỗ anh em xa thì cú xin phép với anh em là cũng rất là bận hết sức luôn. Những cái công việc như này thì khách cũng không thể bỏ khách đi được. Đây là lúc một vài ngày nữa thì trời với lại cái thời tiết mà nó đi lại nó tiện thuận tiện thì cú sẽ đi quay thật nhiều cho anh em xem. Mà các bác các anh mà yêu thích dòng chó của cú ấy thì nhớ đăng ký và chia sẻ kênh YouTube của cú Thời Sang cho cú nhé. Chia sẻ thật nhiều cho cú đi nha, để cú còn lấy được một chút sức đi quay cho anh em xem. Thì dạo này là cú thật sự rất là bận. Đấy, còn con này nữa này. Anh em có gì thì anh em cứ liên hệ cho cú về cho con. Bây giờ đang còn hai con này. Giá rất là đẹp nhá. Hôm qua bán một con đi xuống Hà Nội cho anh em rồi. Bây giờ có con này thì nhảy trên Tết. Mấy ông chú Hà Nội cũng bắt được một con hơi nhỏ. Chúng hơi thắc mắc là chỗ này hơi nhỏ thì giá nó hơi cao một chút. Nhưng mà nói thật sự là nó cũng có tháng rồi. Chó nhỏ này nó cũng rất là khôn, bây giờ nó chuẩn bị nó còn thay lông rồi nhá anh em nhá. Bắt đầu thay lông. Mà nó nhỏ, tuy là nó nhỏ, cái dòng chó nhỏ này nó là có tuổi rồi nhưng mà nó cũng không lớn đâu. Chó này là nó vào tầm 3 tháng rồi nhá anh em nhá. Vào tầm 3 tháng rồi mà mình khi mà em mang về nhà mà xích ấy, thì được xem là được hơn một tuần mà nó còn không lát đuôi, không cho mình sờ luôn. Nhưng bây giờ ở nhà mình gọi đi đâu là nó vẫn đi theo luôn nha. Lưới đen nha, lưới đen có đốn đen này. Đấy.
À. Cái mông. Ừ. Nhìn gì vậy? Này con này thì hiền lành thôi, con này thì ngu thôi, con này mới bắp về nó không phải ngu đâu mà nó hiền lành. Đấy, dòng chó cỏ nhá, ai bao nhiêu cầu dòng chó cỏ thì trực tiếp liên hệ ở cú nha. Đấy, con này mới là khôn này. Con này các bác ai mà bắt được về để huấn luyện sau này sang bát thì hết ý luôn. Dòng chó này rất là nhanh, nó bé đâu, nó lớn hết cỡ thì chắc vào tầm 10 cân hoặc là 7-8 cân em ấy đâu, không thể lớn được hơn nữa nha anh em nha. Tôi cứ có khai vào là bé tí này là bé sủa được, không phải người lạ, đố ai vào sờ được. Đấy thì đấy, đây cũng có một con này, đúng do đặt chuồn dòng chó cỏ của nhà mình luôn. Thì các bác ai mà nhu cầu thì trực tiếp liên hệ cho cú nhá. Còn cú thì rất là bận nên là hôm qua về có một chút việc mới về nhà đâu, còn không cả tuần thì chắc cũng không về. Một lúc nữa công việc đang làm dợ cho khách ở trong cửa hàng cũng chưa xong nên là tranh thủ về một chút. Trưa nay hoặc là ngày mai mê cú sẽ đi quay con chó vẹn ở cọc kia để cho mấy ông bác ở dưới Hà Nội, nhưng đang chờ để cho vợ con đi vào trong cửa hàng nên là mình mới có thể đi quay được nhá anh em nhá. Cú thì rất là mong được đi quay chó để khắp nơi để cho anh em xem, nhưng mà về cái thời gian này cũng đang vừa mở cái cửa hàng nữa thì đi xa thì nói chung là đi thì nói chung nhiều lúc khách nó cũng đang cần đến mình thì không quay đầu nhanh để làm việc được việc kịp việc cho khách thì cũng đang bảo cố làm thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ của cú rồi thì sau đó cú đi đâu thì có thằng em nó gần thì nhờ nó ra trông nó làm hộ những phần lợ phần là vạt. Đấy con chó sau đây là con chó này thì hôm nọ cú phới ra con kia thì không biết là nó như nào nhưng mà thấy chủ nó cũng bảo sang rất là ok. À, gì. Rất là hiền nói nha, nhưng mà con này thì nó cũng nhận chủ vì khá lâu này thì cũng chưa làm quen được với nó lắm bởi vì ít tiếp xúc với nó thì vài ngày nữa nếu mà xếp được thời gian thì cụ sẽ chở con này đi xuống trong cửa hàng ở dưới kia cho cú, nên là có lúc nào đi sang bát thì cú sẽ mang nó đi. Bởi vì con này đi sang bát đen thì rất là ok, chủ nó thì cũng chuyên môn mang đi sang bát đen thì mình cũng tin về nó lắm. Cày cáo đen thì chủ ở đấy là nó chuyên nghiệp là đi sang nhiều, nhất là đi sang đen là nhiều. Đấy, nên là cú đang muốn mang đi để nó quen, bởi vì về lúc vừa bác về thì bác về đến nhà phát là cũng như rất là nhiều việc đi này nọ, thế là cũng ít thời gian để quay video con này cho anh em. Thì hôm nay cụ đã thật sự bận, nhưng mà lại hôm qua có chút việc về nhà với gia đình, trong gia đình tí thằng cú lại về sáng nay tranh thủ quay một chút thì tí cú lại đi nhá. Đấy, nhìn nó kinh khủng chưa. Còn các bác còn những cái video mà cũ chưa có thời gian đi quay cho các bác xem ấy thì các bác trực tiếp liên hệ cho cũ để cũ gửi những video ngắn cho các bác nhá, ở trong hoặc là nhật số vào Zalo để cũ
chú tiếp coi những video, gửi những video ngắn mà anh em gửi cho xem, mà anh em ưng ý được con nào thì cú có thể nhờ anh em chuyển sang cho. Bởi vì cái thời gian này thì cú cũng đang rất là bận nên là không thể quay được video trực tiếp dời cho anh em xem. Trong trường mà cú mà thở dần thôi cần nè. Con này anh chở con này đi. Con này là xe nhá, xe số kia mẹ nó đi là đi luôn đấy. Nhà này giao nó rồi mà tôi để mà lấy chở. Mẹ quá đáng bận bao nhiêu việc rồi nhỉ. Thế thì cho sang các loại nha, các loại vẫn là có nhưng mà có mấy là có thể có cơ hội thì cú sẽ đi bắt được nhiều hàng cho anh em, sẽ đi bắt được cái hàng đắt hàng rẻ thì vẫn bắt được cho anh em nha. Anh em thích loại rẻ nhất thì cú sẽ quay video cho anh em xem, nhưng mà coi loại rẻ thì có một số anh em người ta lại không bảo không thích con đấy, thì còn thích những cái con đắt tiền mà nó rẻ rẻ thì khả năng là cũng không có đâu. Cú đầu tư mua mấy con chó này thì cũng không phải ít đâu các bác nhá, cũng chả có tiền. Nhưng mà mình đang mê quá thì cũng phải đi vay tiền lấy đi mua thì cũng mua hết mấy chục triệu đấy, không phải ít đâu. 5, 7 triệu, 9, 10 triệu, 11, 12 triệu thì một con thì tính ra 6, 7 con đấy, chục con các anh em tính ra có phải hết nhiều tiền không? Nó hết rất là nhiều tiền. Cú thì cũng chẳng có tiền, ở trên này đi vay tiền lãi thì mới 1 triệu của nó thì tháng cũng phải có ít nhất thì cũng 30.000 thì mới đủ mua một con chó. Nhưng mà khi người ta đã cần bán này thì mình không vay gấp đi mua thì mình đang cần cái con chó đó thì mình không bao giờ mua được. Nên là vào cái trường hợp mà nhiều lúc mà mình không có một số nào trong túi thì vẫn phải đi vay tiền để mua. Thế cái rình này là có rất là nhiều chỗ có thú nha, thì cú sẽ mang đi sáng tác cho anh em xem như nào. Nói về cái độ chạy tốc độ thì con này chạy rất là ok luôn, chân tay thì cực kỳ to khỏe, chân tay nó thì cực kỳ khỏe luôn nè. Con này với con móc ngày xưa mình mua thì cũng to gần như nhau, nhưng mà con này khả năng là nó bé hơn một chút. Vừa rồi cân lên thì nó được 23 cân, nó cũng hơi gầy. Nhưng mà béo thì chắc tầm 25 cân. Còn con móc ngày xưa là béo thì chắc tầm gần 27-28 cân. Nó cũng gần tương đương như thế. Nhưng mà con này thân nó thì hầu như là ngáng đi một chút, với lại nó thắt hơn một tí thôi. Nhưng về con này sang thì nó lại sủa nhiều. Nó không như con móc kia. Con này sủa rất là nhiều. Vừa giờ đi bắt thì chủ cũng băng nó bảo nó đang đuổi một con lửng rất là to, nhưng mà nó đuổi từ lúc 7 giờ đến 11 giờ mà làm mất luôn con lửng nhá, không được ăn nhá. Còn nó với lại có một con chó con mẹ bé bé đó, nó đuổi cái con lửng này thì vào những cái khu cỏ rất là rộng, nhưng mà không dùng súng nữa thì không mò được đi bán, nên là chủ cũng không làm được. Cứ vào một lúc là chạy, vào lúc lại chạy, chó lại bắt đầu phi vào thì nó chạy đến đâu là chó cáng, là nó toàn chỉ toàn thấy máu ra nhiều lắm nhưng mà không bắt được. Nó rơi một cái nặng đá, thế là mà vào một nửa thì nó rơi cái nặng đá là mang chó đi cắt mùi dưới thì cũng không thấy đi qua dưới nữa, thì không biết là nó chui vào đường nào thì coi như là mất mùi con, mất ăn con đấy luôn đấy. Thì chủ cũng nói bảo cái gì thì không biết, nhưng mà hiêu với lại lợn viết thì chưa đổi, nhưng mà hiêu với con lửng thì Jin đã thấy giống mới, con lửng thì thấy giống mới thì yên tâm luôn, chỉ sợ mình đổi kiểu gì thôi. Còn nếu mà đổi mà con lửng thì nó cán luôn, con lửng thì nó cán rất là kinh khủng luôn. Thì nếu mà mình có súng thì mình bán, hoặc là mình nhanh tay thì cũng lấy rất là nhanh thôi, cũng lấy được, chắc chắn là được ăn thôi, nó không hề chạy luôn. Mà lúc khi đi bắt thì mình cũng đi tìm chó mà những cái khu này trước bắt nhiều lắm, cái con vẻ mà nhỏ nhỏ mà đôi bông bông mà mình gửi cho anh em ở dưới Hải Dương mình cũng bắt ở trong cái khu con này,
trong đấy là mình hầu như là bắt được bao nhiêu con chó, con chó sang rất là tốt, nhưng mà con vẹn đấy thì chưa sang hiêu. Như con này hiêu thì nó vồ được rất là nhiều, anh em cũng nói là vồ được 3-4 con hiêu là không dùng súng, rồi chuyên bắt sống thôi. Đấy thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc nha. Xin chào tất cả anh em đam mê chó sang nha. Mình sẽ hẹn gặp lại video tiếp theo, có những chương trình chó nào hay nhất thì mình sẽ đăng lên cho các bác xem những lúc thời gian mình rối nha. Còn giờ thì chắc là rất là bận, có lúc thì khả năng 2-3 ngày thì mình mới có thời gian đi đăng lên một bài cho anh em nha.